nay Tiếp Thị Gia Đình sẽ hướng dẫn bạn cách làm món mứt dừa chanh dây. Tết đến, nhà nhà chuẩn bị gói bánh làm mứt thật rộn ràng. Bạn có muốn tự tay làm một món mứt vừa lạ miệng vừa đẹp mắt để cùng nhâm nhi với bạn bè và gia đình? Mứt dừa là một trong những loại mứt truyền thống, đơn giản, dễ làm. Để tăng thêm hương vị cho món mứt, bạn có thể kết hợp cùng chanh dây tạo thêm hương sắc mới cho năm 2016 nhé. Nguyên liệu gồm có 450g cơm dừa non, khoảng 2 quả dừa, 300g đường cát trắng, 250g chanh dây, khoảng 4-5 quả to. Bước 1. Cơm dừa gọt bỏ vỏ lụa, thái sợi dài khoảng 0,5cm. Bước 2. Chanh dây cắt đôi theo chiều ngang, múc ruột cho vào bát. Cho phần ruột chanh dây vào rây, lượt lấy nước cốt, bỏ xác vào hộp. Dừa sợi chần nước sôi 5 phút, vớt ra để ráo. Cho dừa sợi vào tô, đổ đường vào, trộn đều. Để khoảng 4-5 tiếng cho đường ngấm vào sợi dừa. Bước 5. Nấu sôi hỗn hợp dừa ngâm đường với lửa vừa, khoảng 30 phút. Đổ nước cốt chanh dây vào, trộn đều cho dừa ngấm nước cốt. Bước 6. Khi nước đường gần cạn, vặn nhỏ lửa, đảo liên tục đến khi khô thì tắt bếp. Để mứt dừa lên màu đẹp và thơm, bạn đổ nước chanh dây vào hỗn hợp dừa ngâm đường và trộn đều 2 tiếng trước khi đem sên mứt. Muốn giữ được lâu, bạn hãy phơi mứt dừa chanh dây dưới nắng to khoảng 1 giờ rồi mới cho vào túi ni lông bảo quản nơi khô ráo. Cảm ơn cô Trần Thị Phương Kiều, giáo viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm đã hỗ trợ thực hiện.